rồi. Kè dính nhóc chân kìa, kè. Kè dính lấy, cái bọc, lấy cái bọc. Ôi dính nhóc luôn. Cái bao nè, cái bao nè. Trời ơi lo mà ăn nè. Trời ơi quá. Quá trời luôn cả nhà ơi. Nè giúp cái nè. Ôi cá này mới ngon nè. Trời ơi cá trắng bự không à? Ừ. Cá này mình bán cỡ được 50 ngàn ký không chú? 100 ngàn đó chú ơi. 100 ngàn hả? Cho mình chú ăn đi. Hello. À, chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh của Nhân nha. Thì ngày hôm nay thì Nhân đi cùng với bà chị. Thì hôm nay có đem cái chài theo sẵn hướng dẫn cho chị chài luôn. Thì chị cũng biết chài. Với lại đem mớ mồi nè. Tại vì hôm qua thì quay cái chỗ đó không có cá cho nên là mình không có giữ mồi được. Ngày hôm nay sẵn ở đây thì sẵn chỉ cho bà chị chạy cá cách quăng lưới á, sẵn mồi luôn. Bây giờ thì mời cả nhà cùng qua đây ha. Đi đi chị ơi. À, chỗ này thì bây giờ là mình sẽ nhử mồi. Không biết có bật cái máy quay bật cái ấy chưa trời. Rồi bật rồi, tôi chưa bật lăng ngoài luôn. Là mồi nè. Ở đây thì mình sẽ ấy cơm cả nhà. Cơm nè. Đây này cà phê. Trộn này vô hả? Cá hả? Cá chạy lên hả? Cà phê nè. Có trộn này không? Không cũng được, không cũng. Trộn miếng cũng được, không trộn cũng được. Tại cái này cá phi nè. Miếng nè, không có gì cá khơ. Này mua trên Lazada cả nhà. Chỉ chỗ luôn đó. Rồi mình trộn lên ha, trộn đều lên. Coi ánh sáng luôn đó. Trời sáng chết vậy đó. Cà phê thì mình nhử rất là im luôn. Một chỗ mình ấy ít thôi. Đó nè. Rồi dục dục một cục thôi cả nhà. Đó, ngồi mình chạy chỗ nào thì mình dục cái chân cái đó là mình nhớ. Rồi bỏ qua bên đi. Lấy cái này. Chạy to dữ vậy. Ừ, chạy này chạy điện á. Không có mình mượn đỡ đi. Không có mượn đỡ. Mượn người ta đỡ. Quăng nổi à? À tay mình thọt cái đây vậy nè ha. Ừ. Đó, rồi nè nhìn nè, cầm nè. À. Đó. Quăng chạy không bay xong nha. Đó cầm nè. Rồi nè. Cũng hết vậy là ha. Ừ. Đó. Nặng không? Tóm lại vậy nè, cầm thấy không? À, cưng cầm có nặng. Nặng gì đâu, 5 kg gì vậy? Nè, tách ra nè thấy không? Tách ra, đưa lên đây. Giờ lên đây. Tại ngón tay nè, ngón tay nè, giữ lại. Rồi. Nè. Thấy không? Hơi cây có gì ta, dính cái đấy vậy. Đó, mình phân nó ra nè. Phân chừng phân nửa chai à. Ờ nè rồi tóm nè ha, giữ ngón tay nè. Đó, rồi, mình lấy tay này đưa ngón tay này vô là chụp lại nó, thấy không? Rồi, mình quăng cái chẳng cục mồi nãy nè. Thôi không, em quăng cục mồi ở chỗ này nè. Thôi, để quăng cục mồi cái đã. Nghe nha. Rồi. Là nhìn nè. Nó trớn nè. Ừ. Đó, đó. Tròn dữ ta. Không được tròn lắm luôn đó. Vậy là hơi méo ha. Hơi méo. Tay cà phê quá. Dính là chắc. Dướng cái này trời. Không có đá đâu. Nền bê tông mà. Nhưng mà lơ mơ dở lên này là nó gớt ra ngoài nè. Kè dính nhóc chân kìa. Kè, kè dính lấy, lấy cái bọc, lấy cái bọc. Ôi dính nhóc luôn. Đây nè. Cái bao nè, cái bao nè. Trời ơi lo mà ăn nè. Trời ơi quá. Quá trời luôn cả nhà ơi. Nè dục đây nè. Ôi cá này mới ngon nè. Trời ơi cá trắng bự không à. Ừ. Dục xuống miếng cà phê đi chị. Dục xuống miếng cà phê đi. Dục chỗ này ha. Ờ dục ngoài giữa đó. Thôi cá luôn. Đựng như đâu. Nè cứ để với bao đi. Nè nè. Trời cái nhà nhìn nè thấy không. Ham không. Quá ôi, nhiều luôn cả nhà ơi. Ăn cá lô kiến không. Ăn thả. Nhỏ quá. Phải bự bắt hả? Ừ. Bự là bắt rồi đó. Quá trời luôn nè. Cá
hay nhóc trên. Ăn được mà, ngon mà. Thì đẩy đi thôi. Thả đi. Thả đi. Đó. Em vũ qua cho bắt. Ồ ghê ha, cá dữ chưa? Cá này kho nấu ăn chua ăn mới ngon. Cá nhỏ, cá kiến nhỏ. Thả hồi nó cũng dính nữa. Trời ơi, coi nè, nó dính. Ê, Dự Vũ nó nói đây này. Ê, cá này nấu canh chua ngon lắm á. Canh chua với kho lạ. Canh chua, chua bắp chuối á. Ôi, đã ghê. Ây da. Chừng nó nhảy. Cá dính đừng con cá đâu phi. Bự kìa. Đâu? Yeah. Cũng bự gì đó, cá phi này mà bự. Vừa. Con cá này nó bị dính la gông luôn á. Gông. Tí ăn không? Nướng ăn luôn. Ờ, chút nướng ăn. Cá trắng nướng cũng khó lắm ạ. Cá đây không được bự ta. Ở ngoài kia chắc nó bự. Anh lùi lùi với nó lên anh thấy. Lên hết rồi. Lên xuống hết rồi. Giữ tầm tí nữa nó lỡ nó ăn nhiều nhiều mình chài nó mới dính dữ. Tại cái chỗ không có cá thôi chứ còn có cá thì mình giữ cái này thì thôi bao luôn. Nó lỡ nó ăn á. Nó lỡ nhiều. Cứ để nó nấy dưới đây à. Khoan từ từ chặt chặt chỗ quá khó. Cái này đâu phải như lưới đâu, cưng gỡ như lưới gì. Chứ đâu có gỡ được, nó dính cái đầu vô đây rồi. Dính cái đầu vô đây rồi. Sớm quên đem cái gì theo đựng. Rồi, không được rồi. Ê, con ốc này giống con, có con ốc đá ghê á. Ốc đá, ở đây ốc đá. Ừ, chứ không phải là con ốc cua vàng đâu. Ăn luôn hả? Ăn luôn. Sao? Chặt chỗ quá, quá trời lá cây vậy trời. Rớt kìa. Rớt rớt đi ngồi cũng bắt lại được à. Nó giục mọi xuống rồi phải không? Rồi nó chỉ giục cái đó à. Rồi hết rồi. Quăng thử chạy không? Thôi. Thử chạy đi. Thôi chị không quăng được. Kêu quăng là không dính con nào luôn. Nó sẹo. Rồi lại nè. Nó sẹo luôn á. Không chài thử sao biết không dính. Dục sao nó méo, cưng dục con méo được nó chứ tư chị. Sửa lưới lại mới được. Ăn từ. Dữ Vũ mới gắt á. Rồi được rồi, được rồi. Dưới cái gì đây? Dính vào cái này rồi chài nó không có bung ra đâu. Cái này. Nhi làm thử chạy không? Thử dính nhiều ít. Kệ người ta đi trời, ngộ quá. Vậy mà người ta có cá. Nhưng mà người ta có cá. À. Quá trời nó ngớp luôn rồi đó. Tào lao. Hết tròn luôn. Méo luôn đó, không ý là. Nó dính ấy lại. Nó dính mấy cái đó đó. Ừ, mấy cây rồi đó, nhóc chân. Chưa từ từ đi cho nó chìm đi. Giờ chìm rồi đó. Tới đá rồi. Ra ngoài kia kìa, ra ngoài cái hồ lớn rồi, bắt nó giữ. Cá này trắng. Cá trắng nó nuôi luôn kìa. Ừ. Rồi sao cái chai này chị thấy. Cái chai nãy chắc bắt hết hay gì rồi. Ừ, chai này chị thấy hơi buồn quá à. Dính kìa, sao không dính, ít nhiều thôi. Nhóc luôn. Đóng luôn. Ít hơn hồi nãy một tí. Không dính nãy lại đó. Đỏ hơn hồi nãy. Ô này chắc ra hồ chài quá ta. Ừ. Hồ kiếm cá nhiều hơn. Đây không được im. Đỏ phải chài chỗ này chứ. Khoan từ. Nè chứ gỡ đi. Gỡ đi rồi chạy. Chạy điện nghe chừng đứt á, người ta chạy nguy hiểm. Mượn người ta đó. Nè nè. Rồi cái thao mồi rồi đưa đây đem dục miếng. Nè. Hết chưa? Ủa, dục hết luôn cái gì rồi? Chừa lại miếng chứ không là hồi không có chạy luôn. Lùa gác nó ra kìa, cá còn cá nữa kìa. Ủa, có đeo có mít hay gì? Không có.
À bây giờ anh thấy chỗ tài nè. Anh thấy chạy chắc chắn là sẽ đẹp rồi. Chuyên nghiệp mà, dân chuyên nghiệp mà. Vậy là chuyên nghiệp dữ chưa? Anh thấy là phải chạy cái chạy được mười mấy ký mới đúng. Sức mạnh của anh thấy là lòi trâu. Phải quăng mười mấy ký. Đó, nè, 1, 2, 3. Méo như cái cụ bà lẹ nè nha. Quăng không bả? Dục cái dây luôn không? Cố dục ra làm gì hả? Trời Phật ơi, quăng chạy dục dây. Trời là trời. Này là dục chạy với quăng chạy vậy? Rồi rớt luôn nè. Này là gọi dục chạy với quăng. Chắc thả là... thả xuống á. Ừ vậy đó anh. Chắc cái này chắc dính cá nhiều lắm cả nhà ơi. lại đi, dột hết rồi. Nhưng mà dính đường con á. Thôi ra hồ lớn đi. Hồ lớn chạy em thôi. Anh phải giữ cái tay lại mới được, không nói. Vậy mà nói với anh. Ê, vậy mà cũng anh... có cá kìa. Ê, cá nó nhảy ra kìa. Cá nó nhảy ra kìa. Cá nhỉ, cá nhỉ. Có không? Có được mấy con ơi, phải cái này mà được tròn cũng có cá. Không, nó bị ấy nãy ra rồi. Sao đứt con kìa. Ê, con cá cô Phi. Ra ngoài kia bắt cô Phi bự hơn. Ra ngoài hồ lớn đi. Rồi nó đạp sập lép con cá luôn. Thôi mới cầm cái chài ra định chài toàn là cá rô phi bự 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 không ha. Ừ. Đi. Thôi thôi bây giờ mình đi chài lại hết rồi đúng không? Chài cái nữa hả? Thôi đi ra kia luôn đi. Cho nó cái nữa đi. Nó có gì? Giữ cái ấy là không nha, giữ dây lại. 3 dây luôn á. Nãy vô cùng mọi le nè. Đi chừng té vậy đó. Rồi nè, chỗ tay nè, 1, 2, 3, văng. Ê, đúng cái gì? Dướng lụm chân rồi kìa. Phải ba chạy găng nè. Chạy găng dướng lắm hả? Ừ. Chỗ này dở cao quá cá ra chưa? Rồi. Ôi, cá lục kiến nữa kìa. Chết luôn. Hai ba con luôn. Hết dính rồi, hết cá luôn cái gì vậy? Hết cá rồi. Chạy nữa là. Rồi ấy đi ra bên kia bắt. Cưng quăng xuống một chài là bắt đầu nó nhát rồi. Không phải là nhát mà là hết cá. Đó nó cũng lội gì đó nhóc chân. Rồi. Chưa gỡ hết mà. Hết chưa? Rồi. Rồi thôi vậy mình đi ra ngoài kia cả nhà. Wow, có cá. Nãy nó nằm nó tắm. Rồi mình ra ngoài đây mình chài nè. Nó xuống kìa để nó lấy cái chài. Chài trên đây luôn hả? Chài cái một. Bắt trên đây luôn hả? Đứng ở đây sao quăng? Nhiều ha. Đứng lên đây cao lắm kìa, đứng qua đó kìa. Ê, vô kêu mà lấy cái giọt giọt coi bị đẻ á Huy. Rồi cá nhỏ nhỏ mà phi không anh ơi. Phi mà. Phi mà, phi, 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 phi nhỏ mà không phải trắng. Ờ, cá rô phi. Thôi đi ra kia đi, ra kia đi bắt ra qua bên đó là chài nè. Đi đi qua bên đó nè. Đây. Đây mình sẽ ấy cục mồi hai ba chỗ này. Cái mồi nhũ nhũ lại nè. Đó. Đây luôn. Hết mồi luôn. Qua đây luôn. Ờ biết con dính không Huy? Nắng quá cả nhà ơi. Quay với nhà vlog kiếp cả nhà.
lần mà đi dép được 50 ngàn, giờ còn có 5 ngàn. Hút lỡ chuồng đi quay luôn. Một báo phía mày kìa. Một báo phía mày kìa. Ừ. Lỡ chạy nè. Vậy anh không, cái chạy không, cái chạy vẫn có được. Rồi dính nẹo nẹo nẹo. Ba dây điện á. Ừ. Trời, tao quăng ra tuần do, tao quăng như cái thúng, cái thúng. Ai này cả nhà, à, nó dính lại không đó, trời này con không có ra đâu, nhưng mà có cá không, bây giờ không dính chắc ăn luôn. Cá không? Cá ít nhiều thôi chắc còn rồi, dướng cái gì luôn đó nè, không có con cá nhảy lại đó. Tôi thấy từng lưới nè. Hai ba con nè. Đó, có chất lượng con. Hai ba con luôn, đóng luôn. Đó. Bắt đi. Trời nhóc. Nè, tôi gỡ mấy cái nhánh cây ra rồi tôi chạy cho coi. Gỡ mấy cái này nè, nó dướng quá nè. Anh Hí gãy bên đó giùm miếng anh Hí. Chừa con miếng bên kia nha. Cánh thằng như là mà gãy thì nó bái. Gãy vào bên đường nước bên kia kìa. Nước chảy cá dính nó dữ. Chừa lên miếng nè. Con cá rô phi. Bên đây là có nè. Nó ăn cái gì mà nó bụng nó bự ghê luôn á. Ăn rong cái gì? Cái này là bao đẹp luôn. Chạy coi nè. Cầm vậy nè. Ừ. Cầm vậy nè, tiện lắm, cầm vậy nè. Thiệt chứ bộ. Cầm lên chắc chắc hay dễ gì chắc được. Sao không nè? Đúng chưa? Không đẹp. Chưa phải nó kéo lên cho nó cho. Nó ngon kìa. Mày chắc được con. Có miệng không? Mày chạy cá không, trụ không dính không? Có. Tết mấy đó. Đó, thấy không, có lượng con rồi. Ông con á. Đô mà bị nhiều. Con còn cá lóc bự luôn à. Dữ chưa. Nhưng con cá lóc luôn đó. Cá này chiên xù ngon lắm chứ đừng giỡn. À dạ. Ốc bự có quắn cái nạn không? Lụm luôn. Đi qua bên nhánh đó, bên đó dính dữ lắm. Cá này mình bán cỡ được 50 ngàn ký không chú? 100 ngàn đó chú ơi. 100 ngàn hả? 100 ngàn chú ăn đi. Thiếu kìa nhanh ơi kìa. Ốc của quán ốc kìa. Mì lon trong ngoài tháo. Mình đã mua cái khác. Ê nhân hồi mình đi mình đi quấy này rồi mình đi ăn cơm chùa nè. Ừ. Ăn cơm chùa. Con cá này ít dữ trời. Dạ này chị cũng thấy đói vậy đó. Nữa hả? Ừ. Tại sáng giờ chị đâu có ăn cơm đâu. Ốc quán ốc chợ bự nè, em lụm. Ốc núi nè. Ốc thúi, cưng lụm làm gì? Ốc núi với ốc thúi gì? Trời ơi, ốc quán bự không à. Ừ, bự thiệt luôn á. Rồi đi qua kia. Mà đó là bao dính luôn, nhớ cái chạy hả mà không, không có bữa không có đi không đó. Chạy một cái dính một cái thôi rồi luôn. Rồi. Cái miệng của ông. Quá tôi chán tôi lắm rồi đó. Bên đâu à? Bên đó đó. Đó chạy lụm luôn á. Ngay đường nước cá nó đi. Đi đi cho ăn bún tương gì ở chỗ tao cho bún tương nhiều. Cái bao kìa. Cái bao gì? Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Thấy cầm cái bao kìa.
khỏi mồi luôn. Chạy khỏi mồi luôn nè. Bậy dữ luôn cái gì. Cá. Con cá chết thình luôn. Rồi. Nó dướng. Dướng lại. Nhưng mà dính. Chắc bắt bậy cá phì đắng quá. Không, không dính đâu. Tép lại thì nhiều. Dính dữ chưa? Bị ấy rồi, bị lỗi kỹ thuật rồi. Kìa, dính kìa. À, đứt dây điện chưa? Ăn phi không? Ăn phi chiên xù không? Chiên xù. Chị thấy có con nào đó rồi nha. Ăn kia kìa. Con nào? Ở dưới có mấy con á. Thôi, nhỏ xíu à. Để chài thử. Tội chết. Gì? Nhỏ xíu rồi chài tội chết. Nhỏ nhỏ không ăn gì cưng, phải bự bự đi ăn. Cái đó là chiên xù. Thôi xù gì mà xù. Lẹ đi, chị với con ấy đang sốt ruột. Sốt ruột. Trời, sao thằng này nó đanh. Nó tròn dữ ta. Nó dính dướng cái gì vậy ta? Nó dây điện nó dướng nhau, hiểu không? Nãy nó chảy hai cái là tôi biết rồi, nó không bung rồi. Trời giải thấy không bung rồi. Ngon quá. Dính. Thôi đi lên núi Tà Lộc nè. Đây thì lên. Chỗ này nó phải có cá bự mà chạy được nhỏ xíu à. Tôi đóng chạy ăn thử luôn. Điên dướng gì trời. Ba cái gì điện á. Dạ đâu có bung đâu. Gớm mình mẩy luôn. Tao nó dơ lắm luôn rồi. Kẹt luôn. Đợi nó lại chứ. Đợi nó lại. Đợi nó lại. Cắt tiêu hả? Bỏ ở kia luôn hả? Vậy. Chuyện thao mồi nhữ bỏ nó luôn. Cắt tiêu luôn hả? Chạy trơn, chạy qua bên kia kìa. Thôi nhỏ xíu cưng bắt làm gì. Phải gì có trắng đi cưng bắt ăn cũng được nữa. Cái khu phi mày mặn cái nữa là biết chuyện nào. Chạy thử lên coi thôi. Xuống lại nè. Không để chạy lẹ hơn lưới. Trời ơi, nổi phá nữa. Chướng này nữa. Sao nó chạy nó dướng dướng dướng. Tức quá. Chạy gì sao dính? Im anh chân kia dần tức chẳng đêm nay mai làm cô dâu. Người ta. Ồ một đống luôn nè. Nó lỡ nó ăn ba cái ấy sớm rồi nè. Đem bao đây bắt nè. Nó lỡ nó ăn ba cái ấy sớm rồi nè. Trời có cái cù đồng luôn. Lỡ nó ăn ba cái mồi sớm dữ nè. 15 phút lỡ lại liền gì. Bởi vì nãy mình mới thảy xuống rồi. Mình đảo là quăng cái đó sớm. Còn có mồi nó giục mẹ xuống luôn đi.
nha, được cá bự ngon ha. Ghê đó nè. Trời ơi, cá này kho nấu canh thì tới vậy nè. Muốn đâu luôn. Chạy xấu gì mà cũng dính nữa trời. Vậy là cá nó lại rồi đó. Lại. Không nhận cái gì dính nó ú nè. Nè, anh ăn gông nữa ha. Nè, nè, nè. Ừ. Gông. Ở bên đó cá nhiều đó mà chạy xuống dưới ba cái bực cấp đó, nó dính lại lưới dở lên gách hết. Ừ. Trời ơi, tại đào không dám bắt, sợ nó quẩy vô cái chỗ đứt. Máu mè không hết làm ăn vậy. Còn cá gô nè, cá gô đồng nè. Ký luôn. Cố nổi ngồi ngoài lên tác giả hoài luôn trời. Chán thiệt chứ. Nghe lên núi bắt cua nè, đi không? Ừ. Con nó sạm hoài. Chị đi công chuyện cái coi. Dạ. À cái này là bao dính luôn nè, nữa nè. Mồi sớm gãy đây nhiều nè. Mày này chạm mạnh mạnh ra nó cũng thấy à, nó dướng lại chân à. Không được tròn nổi, méo 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 méo. Dướng luôn, dính luôn kìa, thấy không? Bay nó dính lưới luôn kìa. Bậy lại ăn đây xiền. Dính rồi, cá lại ăn mồi rồi. Cá lại ăn mồi rồi. Không có luôn. Động nãy chạy luôn hết rồi. Cái một đi hết trơn. Thấy dính con đâu đây mà thôi. Hết sức lâu hả? Nó sạch là nó không có vướng gì lại là nó ấy à. Dính bộn rồi đó. Nhiều khi chạy đẹp quá không rồi. Đó nó dính bộn. Ê, cá lóc hơi bự. Cá lóc nha, hơi bự nha. Ừ. À, dính cái gì nó tung lưới lắm luôn nè. Wow. Cá nhiều lắm cả nhà ơi. Đóng luôn. Mà toàn là cá nhỏ. Đóng luôn nè. Có cá lớn. Ê, có con cá bự kìa. Toàn là cá nhỏ. Giữ ngồi lại nè, thấy không? Ừ, tháo cá bằng gì đi hả? Rồi, bỏ cái này luôn. Quá trời nó ú à. Dạ. Không gỡ này ra chạy.